Sáng ngày 22 tháng 12, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành luật phòng chống ma túy, công tác phòng chống dịch COVID-19 và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu huyện Tân Lạc, đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và lãnh đạo các cơ quan ban ngành của huyện đã cùng dự. Hội nghị đã nghe đại diện Bộ Công an trình bày về nội dung cơ bản của luật phòng chống ma túy và nghị định số 105 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng chống ma túy. Nghị định số 109 năm 2021 quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ trình tự thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy. Đại diện Bộ Y tế giới thiệu thông tư số 18 năm 2021 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn chuẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy và một số nội dung trong công tác phòng chống dịch COVID-19, kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội mùa xuân năm 2022. Với công tác phòng chống dịch COVID-19 ở cơ sở, Bộ Y tế nhận định hiện nay số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và số ca tử vong tiếp tục có xu hướng gia tăng ở nhiều địa phương trên cả nước. Trong tuần, số mắc cộng đồng tăng tại 42 tỉnh, thành phố. Do mầm bệnh đã lưu hành trong cộng đồng, vì vậy trong thời gian tới, Bộ Y tế đề nghị cần tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, nhất là giám sát, phát hiện sớm, điều trị giảm các ca bệnh nặng và tiêm chủng vaccine. Vì trong thời gian này, do thời tiết chuyển mùa nên thuận lợi cho sự phát triển lây lan của virus. Gia tăng giao thương đi lại dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2022 và nguy cơ xâm nhập của biến chủng mới. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ ngành địa phương nhanh chóng tổ chức quán triệt triển khai thi hành các luật về phòng chống ma túy phù hợp với tình hình hiện nay. Lực lượng công an cả nước triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn đầu cung và đầu cầu, triệt phá các vụ án về ma túy. Về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương và các bộ ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thanh kiểm tra trong dịp Tết và lễ hội, đồng thời sẵn sàng ứng trực đầy đủ về nhân lực, thiết bị, vật tư y tế để phòng chống.